giờ thì tình đã phai, em đâu rồi người về với ai, còn lại mình lẻ loi duyên mình tôi ôm nỗi đau này, còn lại gì nữa đâu, thì còn lại gì nữa đâu, giờ thì đành mất em duyên mình tôi đợi chờ. Người ơi hãy tin anh này và em đến đây đi, ngàn hoa lá đan thay màu này em thích hoa gì, nụ cười bé xinh xuân ơi, người làm sao xuyến tim anh, tình anh sẽ không phai mờ vì anh đã trao dành. Một ngày hà buồn đang phương hồng khi còn vương nắng, bầu trời muôn màu tình yêu thu vừa san lá xanh thành màu, đồng lại một chút nhớ thương đang rơi rơi trên khóe mi để buồn chuyện tình ta bao lâu giờ đây mai cánh xa. Từng ngày còn gì vừa rụng rơi khi mùa đông đến, là ngày mà người rời xa theo người ta bao dung đời này, chẳng còn đâu những vun vườn theo hương hoa bóng nay phai mờ, lời chia tay em chưa từng nói với anh, cớ sao người vội đi. Hey, ai đi. Anh tay trai miền Tây hơi khờ nhưng lại bất ngờ gặp được em. Lúc đầu anh đã định lời nhưng sao cảm xúc dần ngược lên, cảm giác như 5 giờ chiều mặt trăng này đã gặp được đêm. Bản chất anh trai nhà lành hứa lòng khi gặp không được quên. Đừng quên là bao người quen nhìn anh và em thì họ sẽ đều biết ai là người con gái đầu tiên được chính anh đây nuông chiều miết. Tuy không phải rapper dù sao thì anh cũng thường nghe nhiều biết. Anh hứa cái tập nói xạo ngày mai của anh sẽ đều tiếp. Tâm tư kia như khu vườn cháy khi em buông tay, yêu thương phai nhưng chưa từng thấy em đang thương ai. Không giọt nắng nào có thể lay đi hết sương mai, không quan tâm mặc cho tình cảm hai ta đang bước qua sang chương hai. Đi bên em anh chẳng quan tâm họ đang nói gì, thật buồn khi không anh trong tay ngay lúc trời tối đi. Nỗi buồn kia trên mi vẫn được anh lao đi nên là. Good girl. Và em đến đây đi. Good girl. Đan thay màu này em thích hoa gì? Emoji. Nụ cười bé xinh xuân này người làm sao xuống tim anh? Good girl.
Come. Look at how fast she is compared to before. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.